Ngoài những người có nhân cách cao cả hay những kẻ có nhân cách hèn hạ, thì còn có những người bị rối loạn nhân cách nghiêm trọng mà thường được gọi là điên hay bệnh tâm thần. Khi cơn điên nổi lên, họ vô cùng hung dữ, sẵn sàng đập phá, giết hại tất cả những gì chung quanh. Họ nói làm nhảm như đang nói chuyện với một kẻ vô hình nào đó, và nghĩ mình như đang sống vào một thế giới ảo tưởng chỉ dành riêng cho họ mà thôi. Họ không còn giữ được sự hòa hợp bình thường với xã hội chung quanh, bởi vì họ bị kích động kỳ lạ từ bên trong rồi biểu lộ ra bên ngoài những lời nói và hành vi quái gở. Nhiều người vì mê tín quá đáng vào quỷ thần, vào đồng bóng để cầu xin được gia hộ, phát tài, vân vân. Hoặc có những người tham vọng quá lớn, đến khi thất vọng thì có thể làm biến dị cơ chế não bộ để xuất hiện trạng thái bệnh tâm thần. Thật ra, đây chỉ là những nguyên nhân gần, còn nguyên nhân sâu xa vẫn chính là nghiệp từ quá khứ. Tại sao? Thử nghĩ, khi hai người cùng mê tín mà một điên, một không, hoặc là hai người cùng có tham vọng quyền lực giống nhau mà một người nổi điên, một người không, tại sao tính điên chỉ xảy ra cho người này mà lại chừa người khác? Nguyên nhân thật sự vẫn thuộc về nghiệp từ quá khứ xa xăm mà ra. Như thế, nhân cách cần phải được xây dựng để có thể bộc lộ ra ngoài bằng những hành động đạo đức. Đức Phật cũng xác nhận là hành động bắt nguồn từ thái độ tri thức. Vì vậy, một tư tưởng chân chính sẽ đưa đến một hành động đạo đức và ngược lại. Do đó, Đức Phật lại dạy, sự hiện hữu của chúng ta là kết quả của những gì ta tư tưởng, đã được xây dựng trên tư tưởng và kết tinh bằng tư tưởng. Nếu một người nói hay hành động với tư tưởng sai lầm thì khổ đau sẽ theo người ấy như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Nhưng nếu nói hay hành động với tư tưởng chân chính thì hạnh phúc sẽ theo người ấy như bóng theo hình. Tư tưởng sai lầm và tư tưởng chân chính mang lại hai kết quả khác nhau. Với tư tưởng sai lầm hay bất thiện thì lúc nào cũng mang bản chất tham, sân, si, và ngược lại, tư tưởng chân chính thì lúc nào cũng lấy từ bi, hỷ, xả làm phương châm để hành động. Khi con người lấy tâm vô lượng để làm lợi ích cho người khác thì tự họ đã tạo nên rất nhiều nghiệp thiện, và khi nghiệp thiện này vừa tạo dựng xong thì phước báo sẽ xuất hiện trong vô hình để giữ gìn cho quả báo về sau. Thế thì nghiệp nhân vừa tạo xong thì quả báo cũng đã xuất hiện rồi. Do đó, người đã từng làm nhiều lợi ích cho mọi người thì nghiễm nhiên chính họ đã tạo cho mình rất nhiều phúc đức. Vậy phước là do làm lợi ích cho người mà có, còn đức là cái tốt của tự tâm. Chẳng hạn như vụ bão lụt Katrina vừa qua, một số nhà giàu vì muốn cho người khác biết đến tên tuổi của mình nên đã bố thí cho các cuộc lạc quyên cứu trợ. Vì thâm ý của họ không tốt, chỉ có mục đích cá nhân, cho nên họ chỉ có phước mà không có đức. Ngược lại, một người tu hành chân chính, giữ gìn giới cấm và tự thanh lọc nội tâm trong sáng như pha lê, nhưng quyết định ở ẩn, không giao tiếp với ai, thì người đó có đức mà không có phước. Thật ra những người có nội tâm trong sạch và cao thượng thì tư tưởng trong lành của tâm hồn luôn luôn lan tỏa trong không gian và âm thầm lây nhiễm vào tâm hồn của mọi người, thì chính họ đã có phước rồi. Cho nên, nếu muốn được phước đức vẹn toàn thì khi làm việc lợi ích cho người, đừng mong có sự đền đáp. Vì thế Phật dạy rằng, khi thi ân ta không nên cầu phước báo. Thói thường trong thế gian là con người lúc nào cũng muốn thổi phồng cái ngã của mình càng lúc càng to, như cái nhà của tôi, cái xe của tôi, cái công ty của tôi, con cái của tôi, cái thân của tôi thế này, thế kia, vân vân. Cái ngã càng lớn thì phiền não càng to, vì họ quên rằng không có cái gì trên đời này là thật cả, bởi vì tất cả vạn hữu đều mang tánh không hay không có tự tánh. Do đó, tất cả mọi hiện sinh đều là vô thường, ngay cả cái thân mà họ gọi là cái thân của tôi cũng phải để lại khi họ ra đi. Thật vậy, người mê khi nhìn cái nhà thì cho là thật,
là bền vững muôn đời. Còn người hiểu được lý không thì cái nhà đó chỉ là vô thường, là một cái tên mà thôi. Bởi vì nếu đem phân tán gạch, ngói, cây, gỗ ra thì cái nhà đâu có còn nữa, chứ không phải đợi đến 100 năm sau. Đến lúc cái nhà hư hại tan biến thì mới biết là cái nhà không thật. Tấm thân tứ đại thì cũng thế. Nếu đem tách đất, nước, gió, lửa ra từng phần thì thân này sẽ bị hoại, bởi vì đất, nước, gió, lửa chính nó không có tự tánh, tức là vô ngã. Do đó, thân của chúng ta là giả tạm không thật. Chúng ta mượn nó để dùng trong đời này rồi trả lại khi ra đi. Một ví dụ khác là khi nhìn trên bàn chúng ta thấy có một bình hoa. Nếu đem bình hoa cất đi thì chúng ta không thấy có bình hoa nữa. Như vậy, thấy bình hoa và không thấy bình hoa là cái có đối với cái không có trong không gian vật chất. Còn lý không ở đây không có nghĩa là không có, không thấy trên cái bàn. Mặc dù chúng ta vẫn để bình hoa trên cái bàn, nhưng chính bình hoa không có tự tánh hay không có thực chất, cho nên nó không thực có. Vậy lý không phải hiểu là không có tự tánh, không có thực chất, chứ không phải là chúng không có. Mà một khi không có tự tánh thì chúng sẽ tan rã, hủy diệt theo thời gian. Và đó chính là vô ngã. Tóm lại, khi con người quên mình để lo cho mọi người thì mới giúp cho cái ngã mau tan vỡ. Và lúc đó họ không còn sống cho cái ngã nữa, thì người đó sẽ hoàn toàn được vị tha. Đó chính là chân lý siêu việt vô ngã của nhà Phật. Một ví dụ khác về lý không là ở Hoa Kỳ hiện nay có nhiều ảo thuật gia rất nổi tiếng, chẳng hạn như David Copperfield. Một trong những màn ảo thuật xuất sắc của anh ta là làm biến đi tượng nữ thần tự do ở Nữ Ước, hay làm biến mất một chiếc phản lực cơ trước mắt hàng vạn khán giả. Quý vị có nghĩ rằng tượng nữ thần tự do hay chiếc máy bay có tàng hình được không? Dĩ nhiên là không. Cái mà ông ta thành công là làm cho chúng ta tin tưởng vào thị giác của chúng ta. Khi thấy thì chúng ta cho là có, còn khi không thấy thì chúng ta cho là không có. Nhưng tượng nữ thần hay cái máy bay vẫn sờ sờ ở đó mà chúng ta không thấy nên nói là không có. Thế thì cái thấy hay cái không thấy có thật không? Do đó, tính không cũng thế. Khi thị giác của chúng ta thấy một vật gì thì chắc chắn vật đó có thật không? Ngày nay khoa học có thể tìm thấy và đo lường đơn vị nhỏ nhất của vật chất là nguyên tử. Nhưng nếu đem thể tích của các hạch tâm chia cho thể tích của nguyên tử đó thì đáp số gần như là số 0. Như vậy, mọi vật thể mà chúng ta thấy bằng thị giác thì tự nó đã không có tự tánh, tức là không. Lý không của Đạo Phật nhằm mục đích khai thị cho con người hiểu rõ sâu xa về sự hiện hữu của vạn vật trên cuộc đời này. Kẻ mê thì nghĩ rằng cái gì cũng thật, cũng chắc chắn, cũng tốt đẹp, cũng hấp dẫn, nên lòng tham mới phát khởi để tạo tác, giữ gìn và dĩ nhiên là để tạo nghiệp. Con người thấu suốt lý không thì biết rằng tất cả mọi vật đều vô thường, tan biến, tạm bợ và không chắc thật, nên dễ dàng kềm chế lòng tham của họ. Mà hễ bớt được dục vọng, tức là bớt khổ, có nghĩa là càng ít tham thì càng nhiều hạnh phúc, an vui và tự tại. Người có nhân cách cao thượng hay thấp hèn cũng bởi từ tánh tham mà ra. Như thế, người đi theo chánh đạo là phải biết chu toàn đầy đủ cả phước lẫn đức, bởi vì phước và đức luôn hỗ trợ cho nhau. Thật vậy, tâm có tốt thì việc làm thiện mới được chu đáo và lâu bền. Còn đức có sâu thì phước mới lớn. Vì thế, khi làm việc thiện, chúng ta nên củng cố thêm chất tốt của nội tâm mình. Ngược lại, nếu có kẻ làm phước mà không có đức, tức là làm việc thiện vì mục đích vị kỷ, thì chắc chắn sẽ có lúc làm ác. Vì tư tưởng xấu có ngày sẽ khởi ra hành động bất thiện. Do đó, cái phước sẽ không thể phát triển đến vô cùng, vô tận. Vậy phước đức và công đức có khác nhau không? Phước đức là đem tiền của tài vật ra bố thí hoặc cúng dường cho kẻ khác. Còn công đức là từ trong trí tuệ bát nhã mà có. Tiền tài có thể đem cho người khác được, nhưng trí tuệ thì phải tự tu mới có, tự luyện mới thành. Có ai đem sự thông minh của mình cho người khác được đâu. Do đó,
phước đức thuộc về pháp hữu lậu, có nghĩa là còn phải vướng trong vòng luân hồi sanh tử. Còn công đức thì thuộc về pháp vô lậu, nên có thể giúp cho họ đến chỗ vô sanh vô diệt hoặc cõi Tây phương cực lạc. Thêm nữa, trong thực tế của cuộc đời, không một ai hoàn toàn thoát khỏi những lo âu phiền muộn, trừ khi chúng ta trở thành bậc toàn thiện hay bậc thánh. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu rõ được bản chất của cuộc sống để không còn phàn nàn, không còn bất mãn, mà can đảm nhận lãnh những kết quả của thân, khẩu, nghiệp, thì đau khổ không những không còn làm cho chúng ta sa đọa, mà còn giúp cho chúng ta tiến đến chỗ chân, thiện, mỹ. Có con người là có phiền não khổ đau, và chính những cái phiền não khổ đau này là cái giá mà con người phải trả cho sự chiếm hữu cái thân ngũ uẩn này. Chừng nào chúng ta không còn lệ thuộc vào tấm thân tứ đại này nữa, thì lúc ấy chúng ta mới hoàn toàn thoát ly mọi phiền muộn khổ đau. Do đó, khi gặp nguy khó mà chúng ta vẫn giữ được nụ cười trên gương mặt trầm tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề mà không tỏ ra một chút bối rối lo âu, thì đây chính là sự biểu lộ một nhân cách cao thượng vậy. Nhân cách thì như thế, còn tình cảm thì ra sao? Tình cảm phát xuất từ con tim, mà đã từ con tim thì có lúc chúng ta thương, có khi chúng ta ghét, giận hờn, si mê, vân vân. Bởi vậy, một triết gia Tây phương có nói rằng con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào hiểu nổi. Khi một người chạy theo tiếng gọi của con tim, chẳng hạn như một chàng trai nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp khiến cho lòng anh ta phát sinh một tình cảm ưu ái và muốn chiếm đoạt về mình. Thứ tình cảm ưu ái này phát xuất từ tâm lý vị kỷ của con người, đó là muốn thâu góp mọi thứ tốt đẹp trên thế gian. Đây chính là hệ quả của tâm lý tham lam mà thôi. Gần đây, báo chí đăng tin có một thiếu phụ rất giàu tìm cách chiếm đoạt tình cảm của một chàng đẹp trai đã có vợ, nhưng không thành công. Sự thất vọng đã biến bà ta từ tình yêu trở thành thù hận, cho nên tìm cách trả thù cho hả dạ. Vậy thứ tình cảm yêu mến hay hận thù của người đàn bà này cũng phát sinh từ tâm lý tham lam, ích kỷ, chứ không phải là thứ tình yêu chân thật. Nói tóm lại, khi nói về tình cảm thương ghét của con người, thì hễ cái gì thỏa mãn được lòng tham muốn thì sự ưa thích sẽ phát sinh, còn cái gì ngăn cản lòng tham muốn thì sự thù ghét sẽ xuất hiện. Do đó, tình cảm của con người chỉ là một trò lừa dối của chấp ngã mà thôi. Có một loại tình cảm mãnh liệt hơn các loại tình cảm khác, đó là tình yêu nam nữ. Thứ tình cảm này khá phức tạp, bởi vì nó bao gồm từ những cuộc tình cao thượng, chân chính, đến những trò đùa giỡn, ái tình và lợi dụng tình ái. Vậy duyên nghiệp từ quá khứ đã chi phối cho loại tình cảm này như thế nào? Nếu hai người quả thật có duyên nợ từ tiền kiếp, thì họ sẽ yêu nhau chân thành và sẽ đi đến hôn nhân để trả xong nợ quá khứ và có thể tiếp tục gây thêm nợ cho mai sau. Nếu không có nợ mà chỉ có duyên, thì họ sẽ yêu nhau qua một giai đoạn rồi gặp trắc trở, để rồi tình cảm phai nhạt dần theo năm tháng. Còn trường hợp tình yêu đơn phương thì sao? Đó là người này mơ tưởng đến người kia nhưng không được đáp lại. Đối với họ thì người kia chính là mẫu người lý tưởng mà họ hằng mong ước từ sắc đẹp cho đến nhân cách. Nhưng rất tiếc vì không có duyên từ trong tiền kiếp, cho nên họ chỉ đón nhận bao sự lạnh lùng chua chát mà thôi. Nếu cuộc đời này có một chàng trai đa tình đã dẫm lên không biết bao nhiêu cuộc đời của phụ nữ, thì dĩ nhiên kiếp sau anh ta sẽ chuyển thân làm người nữ để chịu đựng sự bạc tình của người khác. Nói thế thì tình yêu bên ngoài có thể che phủ bằng những bông hoa tươi thắm, nhưng thật ra bên trong nó được che lấp bằng những bản chất ích kỷ và hưởng thụ của con người. Thật vậy, chính cái bản năng hưởng thụ đã thúc đẩy trai gái tìm đến với nhau, và cũng chính cái bản năng hưởng thụ này đã thúc đẩy họ làm khổ lẫn nhau. Trong bất cứ xã hội nào cũng có rất nhiều cặp vợ chồng gây gỗ, đánh đập, giết hại lẫn nhau, gây đau thương cho mình và cho con cái. Thêm vào đó, có những vụ ngoại tình đưa đến ly dị chỉ làm khổ mọi người và tạo ra lắm nghiệp nhân không tốt cho họ về sau. Đối với sự công bằng của luật nghiệp quả
thì nếu ta chiếm vợ người thì trước sau cũng bị người đoạt vợ của ta. Còn nếu hành hạ vợ mình thì dĩ nhiên kiếp sau sẽ bị đọa làm người nữ để bị hành hạ trở lại. Kẻ muốn ly dị, bỏ rơi con cái sẽ trở thành mồ côi hưu quạnh ở đời sau. Vì có những đau khổ bất hạnh trong đời sống lứa đôi, nên có một triết gia Tây Phương đã thốt lên rằng chỉ có những triết gia chân chính mới sống hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng tiếc thay, nếu là triết gia chân chính, họ sẽ không bao giờ lập gia đình. Đức Phật dạy rằng người đời có nhiều sự ham muốn, nhưng ham muốn nữ sắc là hơn hết. Vì sắc đẹp nên sinh lòng ham muốn, tức là yêu, nên cái ham mến là hơn hết. May thay, chỉ có một sắc đẹp, chứ có hai thì tất cả mọi người trong thiên hạ không có ai tu nổi. Luật nghiệp quả không dừng lại ở đây, mà còn ảnh hưởng đến những gia đình mà cha mẹ đánh đập, chửi mắng hay thù ghét con cái của mình. Thật ra đây chỉ là sự bình đẳng mà thôi. Vì đời trước khi còn làm cha mẹ thì nó đã đối xử tàn tệ với con cái của nó. Đến kiếp này duyên nghiệp đưa đẩy, nó rơi vào gia đình có bậc cha mẹ tánh tình hung dữ và miệng lưỡi ác độc để trả lại những nỗi khổ mà nó đã gây ra cho người khác. Ở Việt Nam có rất nhiều gia đình đông con mà cha mẹ lại không thương con đồng đều. Tại sao gia đình có 5-6 đứa con mà cha mẹ chỉ thương nhất có một người? Không có gì khó hiểu cả, bởi vì trong những đời trước, cha mẹ hiện tại đã mang nặng ân nghĩa với đứa con đó, nên bây giờ khiến cho cha mẹ thương yêu, cưng chiều đứa con đó hơn. Thêm nữa, trong đời quá khứ, nếu kết duyên với con cái thì đời này chúng ta gặp lại chúng. Nếu là phước duyên thì chúng đến để báo đền ơn nghĩa ngày xưa. Chúng quan tâm, lo lắng và giúp đỡ mọi chuyện cho cha mẹ. Chúng cố gắng học hành trở thành người tốt để đem niềm vui lại cho cha mẹ. Còn nếu là ác duyên, có nghĩa là chúng đến để đòi nợ, để gây khổ cho cha mẹ. Cha đau mẹ yếu, chúng chẳng cần quan tâm. Chúng chỉ thích ăn chơi trác táng, phung phí tiền bạc, tương lai đen tối và gây phiền não cho gia đình, thay vì cố gắng tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho cuộc đời của mình, thì trong tâm của chúng chỉ để ý đến cái gia sản to lớn của cha mẹ mà thôi. Tóm lại, một khi tình cảm phát xuất từ con tim thì đau khổ phiền não còn dính liền với con người, bởi vì những tư tưởng đó được cấu tạo bởi lòng tham lam ích kỷ. Vì thấy sự nguy hại của cảm tình, cho nên Đức Phật đã dạy cảm tình là mê muội, không sáng suốt và chạy theo dục vọng để dẫn con người đến chỗ khổ đau. Muốn có cuộc sống an vui, tự tại thì con người phải quay về sống với trí tuệ chân thật của họ. Vâng, chỉ có trí tuệ sáng suốt mới có đủ công năng đưa con người vượt qua mọi đau khổ để đến được cảnh giới an vui, hạnh phúc. Sống với trí tuệ là sống với lòng vị tha của từ bi hỷ xả. Do đó, nếu con người biết đem tình thương yêu chân chính của sự hy sinh, độ lượng và vị tha vào trong cuộc sống, thì tình yêu đó sẽ không còn đậm màu sắc ảm đạm của bản năng ích kỷ. Thật vậy, con người bị dục vọng thiêu đốt và màn đen vô minh che lấp, chỉ có ánh sáng trí tuệ mới có thể dập tắt được ngọn lửa ái dục, cũng như xé toang màn vô minh ấy để giúp cho con người thoát ly cảnh khổ. Luật nghiệp quả có chi phối đến biệt nghiệp và cộng nghiệp của con người chăng? Tháng 12 năm 2004, một cơn động đất dữ dội kéo theo những ngọn sóng thần khủng khiếp đã tàn phá không biết bao nhiêu nhà cửa và giết chết trên 100.000 người dọc theo bờ biển của các nước Thái Lan, Nam Dương và Tích Lan. Ngoài số người chết nằm la liệt, các bệnh viện không còn một chỗ trống vì số người bị thương mỗi ngày mỗi tăng. Chưa hết, mùa thu năm 2005, cơn bão Katrina đã tàn phá nhiều thành phố dọc theo vịnh Mễ Tây Cơ của Hoa Kỳ, và chính cơn bão này cũng đã giết chết và làm bị thương rất nhiều người mà cho đến ngày nay chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa thể tái thiết trở lại được. Trước những tai họa chung đó, nhà Phật gọi chúng là cộng nghiệp. Như thường lệ, cứ mỗi sáng ông Bê đi tản bộ chung quanh khu phố của nhà ông. Nhưng sáng nay, vì sương mù dày đặc cho nên một chiếc xe không thấy ông băng qua đường nên đụng, làm ông chết tại chỗ.
Trường hợp cái chết của ông B là biệt nghiệp. Đối với biệt nghiệp thì vấn đề trở nên đơn giản, vì nghiệp ai đã gieo thì chỉ người ấy chịu. Nhưng trước một tai họa chung thì sự việc phức tạp hơn nhiều. Thế thì luật nghiệp quả giải thích cách nào? Không lẽ tất cả những người bất hạnh kia trong quá khứ đã xuống nhau làm chung một điều ác? Thật ra thì không nhất thiết là một nghiệp ác đời này sẽ sinh ra quả báo ở đời sau, mà luật nghiệp báo đã sắp xếp quả báo của mọi người một cách rõ ràng từ nhiều trăm năm về trước, để khiến họ sống quây quần với nhau dọc theo bờ biển, hoặc có những người ở nước khác thì nhân duyên cũng khiến họ đi du lịch đến những nơi này. Thật vậy, chính nghiệp đã thúc đẩy những người có quả báo giống nhau đã tìm về ở chung một môi trường với nhau. Ví dụ, có khoảng vài ngàn người trong quá khứ tạo nghiệp ác ở rải rác khắp nơi trên thế giới mà quả báo của họ khá giống nhau, là phải chịu chôn vùi theo dòng nước bùn dưới chân một ngọn núi. Nhưng nhân duyên để họ quây quần về sống gần nhau dưới chân núi cần phải có một thời gian là vài trăm năm sau. Do đó, khi mới đây chúng ta thấy trận nước bùn chôn người tại một hòn đảo ở Phi Luật Tân là có sự chuẩn bị nhiều trăm năm của luật nghiệp báo mà thôi. Chưa chắc là những nạn nhân này đã từng tạo chung một nghiệp ác trong quá khứ. Có thể mỗi người tạo riêng cho mình mỗi nghiệp ác nặng nhẹ khác nhau, nhưng tất cả đều chiêu thành một quả báo giống nhau, nên nghiệp duyên đã thúc đẩy cho họ cùng định cư chung quanh bờ biển hay là ngọn núi. Vì thế, người nghiệp nặng thì chết, người nghiệp nhẹ hơn thì bị gãy chân, gãy tay hay chỉ bị xây sát mà thôi. Cũng có trường hợp nhiều người cùng chung tạo nghiệp, nhưng vì thiếu nhân duyên để gặp gỡ, cho nên họ chia ra nhận quả báo riêng rẽ mỗi nơi khác nhau, mặc dù quả báo khá giống nhau. Ví dụ, hai người bạn cùng phát tâm xây một cây cầu nhỏ cho dân làng đi lại dễ dàng trong mùa mưa, vì đây là nghiệp thiện. Nhưng do tư tưởng và một số nghiệp khác không giống nhau, nên đời sau, một người sinh ra ở Việt Nam, còn người kia sinh ra ở Mỹ. Mặc dù sinh ra trong hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng hai người đều thích học ngành xây dựng cầu cống và thành công giàu có gần như nhau. Một hôm Đức Phật đang ngồi trên núi Linh Thứ thì có nhiều đoàn tỳ kheo đi thiền hành. Đoàn thứ nhất gồm một số tỳ kheo đi theo tôn giả Xá Lợi Phất. Đoàn thứ hai đi theo tôn giả Mục Kiền Liên. Đoàn thứ ba đi theo tôn giả Đại Ca Diếp. Đoàn thứ tư đi theo tôn giả A Na Luật. Đoàn thứ năm đi theo tôn giả Ưu Bà Ly. Và đoàn thứ sáu đi theo sau Đề Bà Đạt Đa. Khi đó, Đức Phật mới nói với các tỳ kheo đang ở bên cạnh rằng: những tỳ kheo cùng đi theo Xá Lợi Phất là những tỳ kheo có trí tuệ lớn. Những tỳ kheo cùng đi với Mục Kiền Liên là những tỳ kheo có đại thần thông. Những tỳ kheo đi theo Đại Ca Diếp là những tỳ kheo thích tu khổ hạnh đầu đà. Còn những tỳ kheo mà đi theo Đề Bà Đạt Đa là những tỳ kheo có tâm ác dục. Và Đức Phật đã kết luận rằng: ai cùng đi theo người nào là đã có cái nghiệp chung với người đó. Những tỳ kheo đi theo tôn giả Xá Lợi Phất có cái nghiệp chung, tức là cộng nghiệp với ngài về trí tuệ. Những tỳ kheo đi theo tôn giả Mục Kiền Liên là có nghiệp chung với ngài về thần thông. Cho tới các tỳ kheo đi theo Đề Bà Đạt Đa cùng có nghiệp chung về ác dục. Các nghiệp chung đó có từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngày nay, chúng ta thấy cộng nghiệp hiện hiện rất thực tế và cụ thể. Người thích cờ bạc thì chỉ muốn giao du với người chơi cờ bạc, còn kẻ ham rượu trẻ thì lân cận ăn chơi với người uống rượu. Người thích đi chùa tụng niệm kinh Phật thì kết bạn với người đi chùa tụng kinh niệm Phật. Như vậy, cộng nghiệp đưa đẩy con người thân cận, kết bạn với nhau, và biệt nghiệp khiến chúng ta có dáng mạo, tánh tình, năng khiếu và trí tuệ khác nhau. Trong số những nhà tiên tri lừng danh trên thế giới, chúng ta thấy ở Pháp vào khoảng thế kỷ thứ 15, có Nostradamus từ năm 1503-1566, còn ở Việt Nam có Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từ năm 1491-1585. Những vị tiên tri này có khả năng tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra rất lâu, chứng tỏ rằng luật nghiệp báo đã sắp xếp quả báo của mọi người khá rõ ràng,
từ nhiều trăm năm, có khi từ nhiều ngàn năm về trước. Chính Nostradamus có một sự nhạy cảm tâm linh cao độ, khiến cho ông đã đọc được nhiều tiên đoán, cho dù nó chưa có dấu hiệu nào nơi không gian hiện hữu cả. Đất nước Việt Nam chúng ta là nơi đầy long mạch và tụ khí, nên ngày xưa cao biển cỡi hạc đi đến đâu là ếm long nguyệt đến đó. Năm 785, thiền sư Định Không, từ năm 730 đến năm 808, nhân cho đào đất để đắp nền dựng chùa Dịch Bảng. Thiền sư tìm thấy 10 chiếc khánh và một chiếc lư hương, nhưng khi đem xuống sông để rửa thì một chiếc khánh chìm xuống nước. Cảm ứng việc này, thiền sư Thánh nhập xuất khẩu, nói rằng 10 chiếc là thập khẩu, viết chung lại là chữ cổ. Một chiếc rơi xuống chìm đi là thủy khử, viết chung lại là chữ pháp. Cho nên thiền sư đặt tên cho mảnh đất thiêng liêng này là Cổ Pháp. Thiền sư làm một bài thơ tiên tri 200 năm sau, nhà Lý sẽ làm vua, xuất thân từ làng Cổ Pháp, rằng đất trình, pháp khí, phẩm chất tinh đồng, đưa Phật giáo đến chỗ hưng long, đặt tên là làng Cổ Pháp. Pháp khí xuất hiện, 10 chiếc chuông đồng, nhà Lý hưng vương, 8 phẩm thành công. Trước khi viên tịch, thiền sư Định Không dặn đệ tử là thiền sư Thông Biện rằng đất Cổ Pháp này rất quan trọng, sau này có dị nhân đến phá hoại thì bậc vĩ nhân không thể xuất thế để cứu nước và làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Thiền sư Thông Biện ghi lời thầy dạy trong một ngôi tháp được dựng lên để thờ thiền sư Định Không ở phía tây chùa Lục Tổ. Trước khi qua đời, thiền sư Thông Biện lại dặn cho đệ tử là thiền sư La Quý An là năm 852-936. Quả nhiên, năm 865, tức là khoảng 100 năm sau, lời tiên tri của thiền sư Động Không cao biển qua Giao Châu và sai đắp thành ở sông Tô Lịch, mới biết là đất làng Cổ Pháp có khí đế vương, nên đã cho đào 19 địa điểm để yểm phá. Thiền sư La Quý An biết được và y theo lời tổ dạy đã cho lấp lại 19 cái huyệt mà cao biển đã đào để yểm. Y như lời tiên tri của thiền sư Định Không trên 200 năm trước, năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, dựng lên nhà Lý và truyền được 8 đời, tức là 8 phẩm thành công. Xin nói thêm, vua Lý Thái Tổ, tức Lý Công Uẩn, người sáng lập ra triều đại thịnh vượng và huy hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam, người làng Cổ Pháp, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, lại là con không có cha. Tục truyền rằng mẹ là Phạm Thị một hôm đi chơi chùa Tiêu Sơn, nằm mộng đi lại với thần nhân rồi về có thai và sinh ra được đứa con trai. Khi đứa bé lên 3 tuổi thì đem cho nhà sư ở chùa Cổ Pháp tên là Lý Khánh Vân làm con nuôi và đặt tên là Lý Công Uẩn. Nhà sư Lý Khánh Vân sau này là sư Vạn Hạnh. Công Uẩn lớn lên vào Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê đến chức tả thân điện tiền chỉ huy sứ. Khi Lê Long Đỉnh mất thì Lý Công Uẩn đã ngoài 35 tuổi. Lúc bấy giờ lòng người đã oán hận nhà Tiền Lê, nên ở trong triều có bọn Đào Cam Mộc cùng với sư Vạn Hạnh mưu tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Vua Lý Thái Tổ thấy đất Hoa Lư chật hẹp, bèn định rời đô về La Thành. Tháng 7 năm 1010 thì khởi sự rời đô. Nhưng khi ra đến La Thành, Thái Tổ nằm mộng thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi tên là thành Thăng Long, tức là Hà Nội ngày nay. Sau đó, nhà vua cũng nằm mộng thấy Phật Bà hiện ra, nên xuống chỉ làm ra chùa Một Cột mà vẫn còn là một kỳ quan tại Hà Nội bây giờ. Triều đại nhà Lý kéo dài đến đời thứ 7 là vua Lý Huệ Tông, thì ông vua này không có con trai mà thường hay bệnh hoạn và thỉnh thoảng lại nổi cơn điên, nên cứ uống rượu say ngủ cả ngày. Nhà vua chỉ có 2 công chúa, người chị thì gả cho Trần Liêu, còn người em là Chiêu Thánh công chúa tên là Phật Kim thì mới lên 7 tuổi được lập làm thái tử. Tháng 10 năm 1224, vua Huệ Tông truyền ngôi cho Chiêu Thánh công chúa rồi vào ở chùa Chân Giáo để đi tu. Chiêu Thánh công chúa lên ngôi, tức là vua Lý Chiêu Hoàng, và là vị vua cuối cùng của triều Lý.
bấy giờ mọi việc triều chính đều nằm trong tay Trần Thủ Độ, mà Trần Thủ Độ lại tư thông với Trần Thái Hậu và cho cháu là Trần Cảnh vào làm chức chính thủ. Đến tháng Chạp thì Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và truyền ngôi cho chồng. Nhà Lý đến đây là hết, làm vua được 216 năm và truyền ngôi được 8 đời. Một hôm Huệ Tông đang nhổ cỏ ở sân chùa Chân Giáo, Trần Thủ Độ đi qua trông thấy mới nói rằng nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ cái nó đi. Huệ Tông nghe thế phủi tay đứng dậy nói rằng: nhà ngươi nói ta hiểu rồi. Được vài ngày, Thủ Độ cho người mời Huệ Tông. Huệ Tông biết ý, vào nhà sau thắt cổ tự vận. Năm Ất Dậu 1225, Trần Cảnh lên ngôi lúc mới 8 tuổi, lấy hiệu là Trần Thái Tông, để khai nguyên cho cơ nghiệp của nhà Trần. Trở lại vấn đề nghiệp quả, thì hiện nay có một tai họa chung mà toàn thể nhân loại phải gánh chịu, đó là ngày tận thế. Vào năm 1988, có một vận thạch lớn cắt ngang quỹ đạo của địa cầu tại một nơi mà địa cầu vừa mới đi qua. Các nhà thiên văn còn e ngại một sự gặp gỡ tương tự như thế xảy ra vào lúc khác. Nếu có sự va chạm lớn như vậy, chắc chắn đó là ngày tận thế của nhân loại. Thật ra, tận thế là một quả báo chung của toàn thể nhân loại vì sự sống của mình mà con người thường xuyên tạo các nghiệp phá hoại sự sống lẫn của nhau. Những con vật lớn ăn thịt các loài vật nhỏ bé hơn, con cọp mạnh đi bắt con dê yếu đuối, cá lớn nuốt cá con, và con người thì mưu toan giết hại lẫn nhau, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, vân vân. Quốc gia lớn đè ép quốc gia nhỏ, ngay cả tôn giáo này cũng muốn thanh toán tôn giáo kia. Nếu nhân loại cứ bạo tàn hủy diệt sự sống lẫn của nhau thì ngày tận thế sẽ đến gần hơn. Còn như nhân loại biết bồi đắp gìn giữ sự sống cho nhau thì chính họ tự tay đẩy ngày tận thế xa ra mãi mãi. Nhưng đối với dòng luân hồi sinh tử, tử sinh vô tận, tiếp nối mãi mãi, thì cái chết lúc tận thế có gì quan trọng để chúng ta sợ hãi đâu. Nếu chúng ta có một sự nghiệp phước đức cực kỳ lớn đã được tích lũy nhiều đời, đủ đưa chúng ta sang một kiếp sống mới ở một hành tinh khác, chẳng hạn như cõi Tây Phương Cực Lạc, để có cuộc sống an vui tự tại hơn. Nghiệp có thể chuyển được chăng? Con người từ trong quá khứ đã tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp báo, mà cứ mỗi nghiệp chính là một nét vẽ, một vết mực điểm tô dần dần để hoàn thành bức tranh cho cuộc đời của họ ở đời sau. Một lời nói thiện vừa thốt ra thì lập tức một niềm vui đã hình thành, và ngược lại, một hành vi ác vừa thực hiện xong thì luật nghiệp quả vô hình cũng lập tức kiến tạo một nỗi khổ để sắp đặt cho họ phải thọ lãnh ở đời sau. Do đó, bao nhiêu hạnh phúc, khổ đau, cay đắng hay vinh quang đều đã được hình thành xong từ kiếp trước. Như vậy, khi con người vừa mới kết tinh vào đoãn bào của người mẹ thì hài nhi đã cưu mang một định mệnh do chính nó tạo ra từ kiếp trước. Vâng, cái định mệnh vô hình này sẽ quyết định mọi thưởng phạt cho cuộc đời của nó khi nó lớn lên. Nhưng đây là một định mệnh không do thần linh áp đặt mà do chính nó tự tạo lấy cho mình. Vậy con người có thể thay đổi được cái định mệnh này không? Hay là với những nghiệp đã hình thành, con người bị sức mạnh của nghiệp cuốn trôi, khó mà chống lại? Để trả lời nghi vấn này, trong kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: người gây nhân bất thiện, dù đời trước hay sau, nếu họ biết tu tâm, tu thân và tu giới thì quả sẽ đổi thay. Còn nếu người gây nhân bất thiện mà không biết tu tâm, tu thân và tu giới thì gây nhân nào sẽ thọ quả nấy. Đó là nhân nào quả nấy, và nếu gây nhân mà biết chuyển nghiệp thì quả cũng đổi thay. Chính Đức Phật đã cho chúng ta một nhận định rõ ràng về cuộc sống, để cho chúng ta không còn bận tâm về sự may rủi, thành bại trong cuộc đời. Nhưng làm thế nào để chuyển nghiệp? Tâm hồn của chúng ta đã tích lũy biết bao nhiêu khuynh hướng vị kỷ, tham lam, thù hận, đố kỵ, hơn thua, vân vân. Từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, vì chúng nó là ý nghiệp của đời quá khứ, nên đời hiện tại, tất cả những khuynh hướng bất thiện này
thúc đẩy chúng ta tiếp tục tạo tác những hành vi bất thiện để đưa chúng ta mãi mãi vào con đường tối tăm tội lỗi. Vậy muốn chuyển nghiệp, chúng ta phải cố gắng chuyển hóa nội tâm của mình trước đã, rồi hành động và hoàn cảnh sẽ dần dần thay đổi theo sau. Trong xã hội có nhiều người nhận thấy cuộc đời của họ không được may mắn, khổ nhiều hơn vui và thường gặp cảnh trái ý nghịch lòng. Vì tin sâu vào luật nghiệp quả cho nên họ công nhận rằng trong đời quá khứ họ ít làm việc phước mà tạo quá nhiều nghiệp bất thiện. Vì khao khát muốn chuyển nghiệp, họ đi chùa cầu nguyện sự gia bị của thần thánh. Họ cúng dường một mà muốn hưởng phước đức tới 10. Họ cũng chịu khó làm những việc thiện khác. Nhưng nội tâm tham lam, ích kỷ vẫn còn nguyên vẹn. Đối với họ, làm việc thiện vì muốn quả báo tốt cho chính họ, chứ không phải tình thương chân thật đối với con người. Chính họ đã xây lâu đài phước thiện trên bãi cát vì nó không xuất phát từ nội tâm thuần thiện nào cả. Theo luật nghiệp quả thì đời sau họ sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng trong họ bản chất tham lam ích kỷ vẫn còn, và chính bản chất tham lam ích kỷ này sẽ thúc đẩy họ làm các việc bất thiện khác. Vậy tu tâm hay chuyển hóa nội tâm là cố gắng loại bỏ cho được lòng tham lam, tính sân hận và tật si mê. Tham thì có nội tham như tham ăn, tham uống, tham mặc, tham sống lâu, và ngoại tham như tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi. Ăn thì lúc nào cũng muốn ăn ngon, ăn no đủ, còn ngủ thì phải ngủ cho đủ giấc hay nệm ấm giường êm. Ai đụng đến chút tự ái là nổi điên, và hễ thấy vật đẹp, cao quý thì muốn chiếm lấy. Đây là tâm trạng chung của con người vì tham, sân, si đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Do đó, chuyển hóa nội tâm là phải can đảm từ bỏ cho được tham, sân, si để cho tâm được sáng suốt. Một khi tâm được sáng suốt thì thân, khẩu, ý sẽ trở thành thanh tịnh, và dĩ nhiên con người sẽ không còn tạo nghiệp nữa. Phật dạy tu thân là thân này không làm điều ác, dù lớn hay nhỏ đều phải tránh xa. Còn điều thiện thì phải cố gắng hoàn thành. Còn tu giới là người Phật tử phải giữ tròn ngũ giới, đó là không được sát sanh, không được trộm cướp, không được vọng ngữ, không được uống rượu và không được tà dâm. Tuy nói tu tâm, tu thân và tu giới, nhưng chủ yếu vẫn là tu tâm. Nếu chúng sinh tu tâm được viên mãn thì mọi nghiệp chướng không còn. Do đó, nghiệp khổ sẽ chấm dứt và cuộc đời sẽ được an vui tự tại. Đức Phật dạy nguyên nhân của mọi đau khổ là vô minh và ái dục. Hay nói cách khác, chính lòng tham sân hận, si mê là nguồn gốc của mọi tranh chấp, oan trái, để rồi đem đến những sự lo âu, sầu muộn và bất mãn. Con đường chuyển hóa nội tâm thiết thực là chúng ta phải biết giữ mình theo giới, định, huệ. Để có thể diệt trừ tham, sân, si thì đời sống sẽ được tự tại. Bởi vì tham thì có thể phá giới, sân thì có thể phá định, còn si thì có thể phá tuệ.